Như chúng ta đã biết, nhện quả cụ đen, Black Widow, được coi là loài nhện có nọc độc kinh khủng nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, nó còn là loài có tập tính vô cùng tàn nhẫn. Với thói quen hạ sát Đức Lang Quân ngay sau khi mặn nồng, quả cụ đen được cả thế giới biết đến với sự tàn nhẫn và vũ thê có một không hai. Và Bele Gunness, một nhân vật quá phụ đen với hàng loạt vụ dụ dỗ đàn ông độc thân giàu có đến trang trại rồi khiến họ đăng xuất khỏi cuộc đời. 21 tuổi, Bele Gunness từ Na Uy di cư đến Chicago, Mỹ vào năm 1881. Tại đây, Bele gặp và kết hôn với Mark Sorensen năm 1884. Cặp đôi có 4 con. Hai con trong số đó được cho là chết vì viêm đại tràng cấp tính. Họ mở cửa hàng kẹo nhưng rồi bị thiêu rụi. Năm 1900, đến lượt ngôi nhà của họ bốc cháy. Hai vợ chồng nhận được tiền bảo hiểm từ hai vụ cháy và hai cái chết của con. Hàng xóm đồn thổi về những đứa trẻ bởi không thấy Bele mang bầu bao giờ. Ngày 30 tháng 7 năm 1900, Mark đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Anh ta đã mua hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 30 tháng 7 là ngày cuối cùng của hợp đồng cũ và cũng là ngày đầu tiên của hợp đồng mới. Vì thế, Bele được hưởng hai khoản bồi thường, tổng cộng là 5.000 USD. Bele nói với chồng kêu đau đầu sau khi về nhà. Cô cho uống Quinine, một loại thuốc trị sốt rét để giảm đau. Sau đó, Mark qua đời. Với số tiền bảo hiểm kích sùng, Bele rời Chicago cùng hai con gái và con gái nuôi tên Jenny Olsen. Cô mua một trang trại rộng 48 mẫu Anh ở thành phố Labote, bang Indiana, bắt đầu cuộc sống mới. Những người hàng xóm mô tả Bele là phụ nữ thô kệch, với cân nặng hơn 90kg, rất khỏe mạnh. Một người giúp Bele chuyển nhà kể từng thấy cô tự tay nâng cây đàn piano nặng khoảng 130kg. Tháng 4 năm 1902, Bele kết hôn với Peter Gunness. Một tuần sau, con gái sơ sinh của Peter với vợ trưởng chết không rõ nguyên nhân khi được Bele chăm sóc. 8 tháng sau, đến lượt Peter chết vì chấn thương sọ não. Anh ta bị một chiếc máy xay xúc xích rơi trúng đầu từ một cái kệ lung lay. Điều tra viên mô tả vụ việc có chút kỳ lạ, nhưng vẫn tin rằng đó là tai nạn. Bele nhận 3.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ từ cái chết của người chồng thứ hai. Con gái nuôi Jenny, 14 tuổi, nói với bạn học rằng: "Mẹ tôi đã giết bố tôi. Bà ấy đánh ông ấy bằng con dao chặt thịt." Jenny được đưa đến gặp điều tra viên nhưng phủ nhận từng lời nói như vậy. Ngay sau đó, Jenny biến mất. Người mẹ nuôi tuyên bố Jenny đã được đưa đến trường học ở California. Lúc này, bà quá Bele bắt đầu đăng quảng cáo tìm chồng trên các tờ báo tiếng Na Uy để tìm người đồng hành mới. Bele mô tả bản thân là quá phụ đan trang, sở hữu trang trại lớn ở một trong những khu vực tốt nhất ở Labote, mong muốn làm quen với một quý ông có điều kiện trong tương đương để xây dựng cuộc sống. Bele yêu cầu người ứng tuyển sẵn sàng đến tận nơi để tìm hiểu. Một người làm trang trại cho biết Bele luôn đón nhận những người đàn ông đến thăm. Gần như mỗi tuần lại có một người đàn ông đến và ở lại trang trại. Cô ta giới thiệu họ là anh em họ hàng từ Kansas, South Dakota, Wisconsin, Chicago. Những người đàn ông mang theo hàng nghìn USD đến trang trại của Bele, sau đó biến mất. Khi người nhà viết thư hỏi tin tức, Bele luôn trả lời rằng họ đã bỏ đi nơi khác, nhưng vẫn giữ đồ đạc của họ. Những người hàng xóm chú ý thấy Bele có hành vi bất thường trong chuồng heo vào ban đêm, chi nhiều tiền mua hòm gỗ. Năm 1906, Andrew thấy quảng cáo tìm chồng của Bele trên một tờ báo nổi tiếng ở Na Uy. Không lâu sau, hai người bắt đầu trao đổi những bức thư tình lãng mạn. "Chúng tôi sẽ rất vui khi ngài đến đây," Bele nhắn nhủ trong một bức thư. "Trái tim tôi đập rộn ràng trong niềm vui sướng vô ngần vì ngài. Andrew của tôi yêu ngài, hãy đến và sẵn sàng ở lại mãi mãi." Nghe theo tiếng gọi tình yêu,
Andrew chuyển đến La Volte vào ngày 3 tháng 1 năm 1908 để ở lại bên Bele. Sau đó, anh ta biến mất. Anh trai của Andrew, Ashley, lo lắng khi thấy em ngừng liên lạc và yêu cầu câu trả lời. Bele đánh lạc hướng bằng cách viết thư nói Andrew có thể đến Chicago hoặc ở lại Na Uy. Cô cũng không rõ anh ta hiện ở đâu, tuy nhiên Ash không tin. Cùng lúc đó, Bentley gặp rắc rối với người làm tên là Ray Lamper. Ray có tình cảm với Bentley và căm ghét tất cả đàn ông đến trang trại. Hai người từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng Ray bỏ đi trong cơn ghen tức sau khi Andrew đến. Ngày 27 tháng 4 năm 1908, Bentley đến gặp luật sư ở La Porte, muốn lập di chúc bởi Ray dọa giết cô. Bentley nói Ray phát điên vì bị sa thải và sợ rằng anh ta sẽ phóng hỏa đốt nhà mình lúc nửa đêm. Sau khi rời văn phòng luật sư, Bentley mua đồ chơi cho con và 9 lít dầu hỏa. Ngay đêm đó, trang trại bị thiêu rụi. Các nhà chức trách tìm thấy thi thể của ba đứa trẻ trong đống đổ nát cháy đen của tầng hầm trang trại. Họ cũng tìm thấy thi thể của một phụ nữ không đầu được cho là Bentley. Ray nhanh chóng bị buộc tội giết người và cố ý gây hỏa hoạn. Trong khi đó, Ashley đọc về vụ cháy trên báo và đến trang trại với hy vọng tìm thấy Andrew. Anh giúp cảnh sát xử lý đống đổ nát nhưng không thấy gì. Trước khi rời đi, Ashley quay trở lại lần cuối và hỏi một người làm trong trang trại xem nơi này có cái hố nào được đào vào mùa xuân hay không. Người này cho biết Bentley đã yêu cầu anh ta lấp hàng chục lỗ đất lún được cho là hố chôn rác. Đào thử một đống đất mềm trong chuồng lợn, Ashley phát hiện các bộ phận thi thể của Andrew bị nhét vào bao tải. Trong 2 ngày, các điều tra viên đã tìm thấy 11 bao tải chứa thi thể. Các nhà chức trách không thể xác định được tất cả danh tính nạn nhân, nhưng họ có thể xác định được Jenny Olsen, con gái nuôi của Bentley từng được cô ta tuyên bố đi học ở California. Không lâu sau, tin tức về vụ án kinh hoàng lan truyền khắp cả nước. Các tờ báo Mỹ gán cho Bentley Gurness biệt danh quả phụ đen. Bentley đến từ địa ngục quỷ dạ xoa ở Indiana. Ngôi nhà của Bentley được mô tả là một trang trại kinh dị và khu vườn chết chóc. Theo Harold Sechter, Bentley rất khôn ngoan trong việc xác định các nạn nhân tiềm năng và biết chính xác cách dụ nạn nhân đến trang trại. Cô ta nhắm đến những người đàn ông Na Uy độc thân. Nhiều người đã cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Bentley lừa gạt họ bằng những lời hứa hẹn về các món ăn kiểu Na Uy tại gia và vẽ nên một bức tranh đầy cám dỗ về phong cách sống mà họ muốn tận hưởng. George Anderson từ Missouri là người may mắn sống sót sau khi đến trang trại. Một đêm, George thức giấc và giật mình khi thấy Bentley nghiêng người phía trên đầu giường với ánh mắt hằn học. Quá sợ hãi, George bỏ đi ngay lập tức. Các nhà chức trách cố gắng xác định xác chết không đầu có phải là Bentley hay không. Dù cảnh sát đã tìm thấy bộ răng giữa đống tro tàn, vẫn còn một số tranh cãi về danh tính người chết. Bề ngoài, thi thể này dường như có vóc dáng nhỏ hơn nhiều so với Bentley. Ngay cả các xét nghiệm ADN được thực hiện hàng thập kỷ sau đó, từ những phong thư có nước bọt của Bentley, cũng không thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác rằng liệu cô ta có chết trong đám cháy hay không. Ray chỉ bị buộc tội cố ý gây hỏa hoạn. Anh ta nói không biết gì về những tội lỗi xảy ra bên trong ngôi nhà. Tôi đã làm việc cho bà Gunness một thời gian, nhưng tôi không thấy bà ấy giết ai cả, và tôi cũng không biết bà ấy đã giết ai chưa, Ray nói. Nhưng trước khi qua đời, Ray đã thay đổi lời khai. Anh ta thừa nhận với một bạn tù rằng đã cùng với Bentley sát hại 42 người đàn ông. Cô ta đã bỏ thuốc vào cà phê của họ, đánh mạnh vào đầu. Ray nhận nhiệm vụ đem đi chôn. Theo Ray, Bentley đã cầm tiền trốn đi nơi khác, bỏ lại một xác chết trông giống cô ta để đánh lừa nhà chức trách. Anh ta cáo buộc cái xác không đầu thuộc về một phụ nữ đến từ Chicago được tuyển làm quản gia cho Bentley. Câu chuyện của Ray lan truyền khắp các mặt báo. Trong nhiều năm sau đó, có tin đồn Bentley xuất hiện ở Chicago, San Francisco, New York, Los Angeles hay một thị trấn nhỏ ở Mississippi. Cái chết của Bentley vẫn chưa được xác nhận. Vụ án khiến trang trại của Bentley trở thành điểm hút khách ghé thăm.
Bảo tàng xã hội lịch sử hẹp Labote đã tổ chức triển lãm chủ đề Bene Gunness xoay quanh câu chuyện tội ác có thật này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.